Chào mừng quý vị quay trở lại kênh YouTube của Làm Việc Audio. Thì ở trước mặt em đây là một số các cái thùng cắt tông, và trị giá của các thùng này là lên tới hàng chục triệu đồng. Vâng, các bác phụ xe không nghe nhầm đâu, đó là tới hàng chục triệu đồng. Đây là bộ sản phẩm âm thanh hội thảo của Boss, có series là CCS900 Ultra. Boss là một cái thương hiệu mà rất nổi tiếng ở Việt Nam, bởi vì các bác thể dùng các sản phẩm của Boss như là máy khoan này, các máy công nghiệp này, hay là các đồ dùng nội thất, máy rửa bát vân vân. Vâng, các bác không nghe nhầm đúng không ạ? Vậy tại sao Boss lại có liên quan âm thanh? Bởi vì ở trong lĩnh vực âm thanh công cộng, hệ thống thông báo hay là hệ thống hội thảo như này, Boss cũng là một cái chẳng tay sơn sỏ chuyên gọi là lắp đặt, chuyên cung cấp các cái hệ thống âm thanh cao cấp và chất lượng nhất. Và có một câu này mà em nghe rất nhiều các bác kỹ thuật nói là nếu mà không có đủ 100 triệu thì đừng nạp, thì auto là loại bỏ các cái sản phẩm của Boss, bởi vì sản phẩm của Boss rất là đắt tiền, rất là cao cấp, và để lắp đặt một hệ thống Boss tiêu chuẩn thì chúng ta vẫn có một chi phí đầu tư cơ bản là đến cả 100 triệu. Và không để các bác chờ lâu nữa, bây giờ em sẽ mở hộp cái bộ sản phẩm Boss CCS900 Ultra này để cho chúng ta thấy là cái chất lượng sản phẩm nó có đáng giá đồng tiền bát gạo hay không. Và bây giờ em sẽ khui hộp từng cái món trong này. Đầu tiên đây là bộ sản phẩm mic chủ tọa. Cái phần thông tin ở đây nó có cái thông tin đó là trên đây là bộ mẫu sản phẩm là CMS Ultra 900 hay là 900 Ultra. Thì bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết từng cái sản phẩm, từng cái thiết bị ở trong này. Đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua thông số cơ bản của mic chủ tọa CCS CMN và mic đại biểu CCS DL. Nặng sấp xỉ 1 kg, với chiều dài mic đó là 488 mm, vỏ được chế tạo từ vật liệu polycarbon với màu chủ đạo là than xám. Đi kèm theo mic đó là một sợi cáp kéo dài 2 m, là sử dụng rắc 7 chân độc quyền của Boss, và nó là cáp chống nhiễu. Chuyển sang chi tiết phần máy chủ tọa và máy đại biểu thì chúng ta sẽ thấy cái thiết kế mang hơi hướng khoa học viễn tưởng, rất hiện đại và chuyên nghiệp, nhìn kiểu dáng giống như một chiếc phi thuyền vậy. Và ở ngay trên mặt của nó chúng ta sẽ thấy một chiếc loa ngoài 3W nhưng được thiết kế khéo léo với cái mặt lưới đục lỗ. Ở ngay dưới phần loa là chúng ta có thể thấy một cái đèn thông báo tín hiệu hình chữ nhật, đèn LED hình chữ nhật. Đèn báo màu trắng là đang chế độ chờ, là sẵn sàng để sử dụng. Và khi chúng ta bấm nút nói và đèn nó sẽ chuyển qua màu đỏ là chúng ta có thể nói được. Hai bên đầu thân máy chúng ta có hai cái cổng jack 3.5 để kết nối với tai nghe ngoài, phục vụ cho người có khiếm thính hoặc là các cái phiên dịch viên. Và ở ngay cái cổng tai nghe bên phải là chúng ta có một bánh xe nhỏ để điều chỉnh âm lượng. Ở phía mặt sau chúng ta có thể thấy là một dây kéo tín hiệu kéo dài được gắn trực tiếp vào máy, dài 2 m, sử dụng loại kết nối 7 chân là dạng đực, và một cổng tín hiệu 7 chân dạng cái để chúng ta cắm cái dây vào. Và ở phía trên thân đó là một cái logo Boss in M rất là đẹp. Chuyển sang phần mic thu âm thì như ở trên em đã nói, cái phần chiều dài mic đó là 488 mm, chất liệu chủ yếu chế tạo là bằng hợp kim loại và được bọc vỏ polycarbon, đảm bảo có thể là xoay chỉnh 360 độ. Phần mic thu âm được làm bằng vật liệu polymer dạng lưới đục lỗ.
nhưng lại không có các cái bọc mút chống bụi, lọc gió như kiểu của toa, của lô xăng hay DB mà chúng ta thường thấy ở bọc bọc ngay ở bên ngoài. Ở ngay phía dưới là cái vòng đèn tín hiệu sẽ sáng đỏ nếu chúng ta bật mic và để nói. Ở mặt đáy của máy chủ tọa và máy đại biểu sẽ có một cái tem dán chi tiết thông tin về mã sản phẩm và thông tin của nhà máy. Riêng phần mic chủ tọa, ngay chỗ cái dây kết nối này là có thể tháo ra và điều chỉnh các chế độ của cái nút chủ tọa, bao gồm là bật tắt chuông thông báo. Khi chúng ta dùng nút chủ tọa đó thì nó sẽ có chuông thông báo và chúng ta có thể tắt cái tiếng chuông nó đi, ngắt tạm thời hay ngắt hoàn toàn. Thì ở chế độ này là chúng ta có thể chọn là ngắt tạm thời, tức là khi chúng ta dùng quyền ngắt đại biểu thì cái mic đại biểu đang nói đấy nó sẽ bị ngắt tầm 2-3 giây và vẫn có thể nói lại được tiếp tục. Hoặc là cắt hoàn toàn thì cái mic đại biểu sẽ bị tắt hoàn toàn luôn. Và muốn nói thì chúng ta sẽ phải là bật quyền phát biểu lại. Chỗ cài đặt này thì chỉ có ở trên mic chủ tọa, còn mic đại biểu là không có. Ở phần phía đầu chúng có cái nút công tắc dạng là 01 như này để bật tắt cái đèn màu trắng mà em có thể đề cập ở phía trước của video. Còn về phần mic đại biểu thì y hệt mic chủ tọa, riêng các cái tính năng ngắt quyền đại biểu là không có. Tiếp theo đó là bộ xử lý trung tâm CCS-CU với thiết kế đường cong rất là mềm mại, rất sang trọng, khá giống các cái dòng xe Mercedes GLC thuần chủng của Đức, nhìn rất là ấn tượng và nổi bật, khác biệt so với các dòng sản phẩm của toa hay là của DB hay là Lausanne. Mặt trên nổi bật với các cái họa tiết dạng lưới đục lỗ theo một dải như vậy, ẩn hiện trong đó là một chiếc loa ngoài cho người điều khiển có thể theo dõi được cuộc họp. Các cái nút điều chỉnh ở trên này rất là đơn giản. Nút điều chỉnh đầu tiên là chỉnh chế độ mic, bao gồm thứ nhất là ở góc bên trái, đó là cài đặt thời gian mỗi mic được phát biểu trong một lần bật lên. Cái thứ hai ở góc bên phải trên cùng, đó là chọn cái số lượng mic đại biểu cùng được nói một lúc, có thể là từ 1, 2, 3, 4. Ở ngay bên dưới đó là chế độ giơ tay phát biểu, tức là mỗi mic chỉ nói một lần và khi mic sau bật lên thì mic trước sẽ tắt. Chế độ tiếp theo đó là chế độ chỉ mic chủ tọa. Khi bật chế độ này lên thì chỉ có một mic chủ tọa được nói thôi, cả các mic đại biểu không thể nói được. Và cuối cùng đó là chế độ test mic. Khi bật sang chế độ này thì tất cả các mic sẽ đều sáng đèn và đều có thể nói được, để chúng ta thể kiểm tra nhanh chóng là xem có mic nào không hoạt động không. Tiếp theo đó là hai nút điều chỉnh âm lượng. Thì nút một nút ở giữa đó là nút điều chỉnh âm lượng mic tổng, và cái nút ngoài cùng đó là nút điều chỉnh âm lượng cho loa ngoài ở trên máy và cho tai nghe. Và ngay cạnh cái nút này là cái lỗ cắm tai nghe 3.5 để cho người điều khiển người ta có thể là theo dõi được cái cuộc họp này. Chuyển sang mặt sau, mặt sau là nơi có các cái cổng kết nối chủ yếu ở đây, bao gồm số 1 đó là jack in and out, là để tín hiệu đi ra các mic chủ tọa và đại biểu, hoặc là để ra các cái hệ thống CCS 900 như thế này, tương tự như này. Theo nhà sản xuất cho biết thì có thể kết hợp nhiều cái bộ sản phẩm CCS 900 này với nhau tạo thành hệ thống lên tới là 150 mic. Tiếp theo đó là cổng microphone dạng là Kalon 3 lần 3 pin 3 chân dành cho mic ngoài như là mic cầm tay hay là mic không dây vân vân. Và nó kèm theo đó có một cái nút chỉnh gain rất là nhỏ ở đây, là dùng cái tơ vít điện để vặn. Tiếp theo là chúng ta có hai cổng recorder gồm là 4 chân AV đó. Có thể đi ra máy tính hoặc là đi ra đầu thu âm, kèm theo cái cần chỉnh gain thì cái thiết bị cổng này để cho là người ta có thể ghi âm lại cái cuộc họp hay là thu âm lại cuộc họp, hoặc là xuất ra máy tính để có thể là họp trực tuyến. Tiếp theo đó là cổng line ra hệ thống loa. Từ cổng này chúng ta có thể kết nối với các hệ thống âm ly phát tiếng hay là kết nối với các hệ thống âm thanh vân vân. Một cổng telephone để cho ra các mạng lưới điện thoại cho các cuộc họp từ xa dạng vô tuyến, thì đây là cái cổng ngày xưa người ta hay dùng nhưng bây giờ cũng hạn chế dùng bởi vì người ta thường sử dụng các hệ thống gọi từ xa sẽ gọi truyền hình trực tuyến ở trên phần mềm máy tính. Một cổng insert để có thể nắp được các thiết bị chỉnh âm như là kiểu Equalizer hay là FX. Và bên cạnh đó là một tem dán thông tin, đầy đủ thông tin sản xuất của sản phẩm CCS-CU này. Cuối cùng là cổng nguồn điện 3 chân.
Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ các bác đang nghe thử âm thanh của bộ mix Boss CCS900 Ultra và được phát ra từ luôn cái bộ loa tích hợp ở trên cái loa và âm ly trung tâm. Các bác có thể nghe thấy chất lượng âm thanh cực kỳ là tốt, kỳ ổn định đúng không ạ? Bởi vì có cái gần này mà nó gần như là không hú rít. Và cái âm thanh nó cũng được đáp ứng được rất là tốt cho các cái phòng họp cơ bản. Các bác cũng có thể xem xét, có thể không cần lắp thêm loa, nhưng nếu để đạt được cái chất lượng âm thanh tuyệt vời và rõ ràng nhất thì chúng ta vẫn nên lắp thêm cái hệ thống loa phát tiếng ở bên ngoài. Như vậy là vừa rồi em đã mở hộp trên tay và giới thiệu cho các bác bộ sản phẩm âm thanh phòng họp hội nghị Boss CCS 900 Ultra. Đây là một dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Boss Audio của Đức. Nếu các bác quan tâm đến các sản phẩm này hay còn tư vấn các hệ thống âm thanh hội thảo thì có thể là liên hệ với Đạt Audio qua các số hotline em sẽ để trong phần mô tả, hoặc là bấm trực tiếp vào cái website em sẽ để ngay trên đây. Nếu các bác thấy video này hữu ích thì hãy bấm cho em một like và chia sẻ video. Nếu cần thắc mắc hay là cần hỏi đáp thì có thể để bình luận ở phía dưới, em sẽ giải đáp sớm nhất có thể. Và nếu lần đầu đến với kênh YouTube của Làm Việc Audio thì hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để xem những video khác của Làm Việc Audio. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.